11. Giảng giải Kinh Văn. Kinh Văn: Như thị ngã văn, như thật tôi nghe. Giảng: Như thật là nhấn mạnh đến niềm tin. A Nan là em họ và là đệ tử của Đức Phật, là người thông minh bậc nhất, là người kiết tập kinh tạng. Mở đầu các bộ kinh, Ngài đều nói như thật tôi, có nghĩa là mọi chữ mọi câu trong kinh đều đúng như lời Phật đã dạy. Như có nghĩa là các pháp xưa nay vốn như vậy. 10 cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm chính là do tôi, A Nan, đã nghe như vậy. Chính tôi đã nghe Đức Phật dạy như vậy. Do đó, pháp là như, phải tin như thế. Pháp mà chẳng như thì không thể tin được. Nên như chính là nghĩa của kinh văn. Như đáp ứng trọn vẹn chứng tín. Tất cả kinh tạng do Đức Phật thuyết đều bắt đầu bằng lục chủng thành tựu: tính thành tựu, văn thành tựu, thời thành tựu, chủ thành tựu, xứ thành tựu, chúng thành tựu. Một, tính thành tựu. Có người sẽ tự hỏi, tại sao trước tiên phải có niềm tin? Tính di đạo nguyên công đức hải, trưởng dưỡng nhất thiết chư thiện pháp. Nghĩa là tính là nguồn gốc của đạo, là biển cả công đức, có thể nuôi lớn tất cả thiện pháp. Tính đặc biệt quan trọng như vậy. Lại nữa, Luận Đại Trí Độ nói: Phật pháp đại hải, duy tính năng nhập. Nghĩa là biển Phật pháp mênh mông, chỉ có lòng tính mới thấm nhuần được. Chẳng có cách nào khác để vào được biển Phật pháp ngoại trừ lòng tin. Chỉ với phương tiện là niềm tin, người ta mới có thể thâm nhập kinh tạng trí tuệ như biển được. Chẳng hạn như bây giờ tôi đang giảng kinh, và quý vị nên tin vào những gì tôi nói, đừng móng khởi tâm nghi ngờ. Một khi quý vị có nghi ngờ, dù tôi có nói đúng đi nữa, quý vị cũng cho rằng tôi nói sai. Tại sao vậy? Vì quý vị thiếu niềm tin. Rồi dù tôi có làm sai, quý vị cũng tán thành với tôi. Làm sao mà quý vị tin tưởng được những việc tôi nói sai mà có đạo lý? Bằng phương tiện là niềm tin. Khi chẳng có niềm tin, quý vị sẽ nghĩ rằng những gì tôi nói là sai khi nó đúng. Khi có niềm tin, quý vị sẽ chấp nhận là đúng ngay cả khi tôi giảng sai. Rốt cuộc tôi nói đúng hay không? Hãy tin tưởng, đừng sợ hãi. Tôi chắc chắn sẽ nói với quý vị những điều đúng đắn. Tất cả những điều tôi đang làm là minh họa cho niềm tin mà quý vị nên phát huy. Niềm tin của quý vị phải bền chắc, đừng có nghe theo bản ngã của mình. Hãy tin vào tôi khi tôi nói rằng kinh Thủ Lăng Nghiêm cực kỳ di diệu, thì quý vị nên tin thuận. Đó là có niềm tin. Đây là ý nghĩa của tính thành tựu. 2. Văn thành tựu. Những người đã có tính thành tựu còn phải cần đến nghe giảng. Nếu quý vị chỉ cần có tính thành tựu mà đến khi giảng pháp thì quý vị dạo chơi ngoài công viên hay ngồi quán cà phê, bỏ qua thời gian pháp, thì đó là trường hợp không có văn thành tựu. Nhưng thay vì quý vị không đi uống cà phê lại đến đây để nghe tôi giảng kinh, còn gì hơn thế nữa? Nếu quý vị không nghĩ đến chuyện ăn, vì quý vị nhịn không ăn buổi tối, và dù đang bận túi bụi
vào việc nào đó mà vẫn nghe giảng kinh, thì đó là văn thành tựu. Thế nên bất luận bận việc gì, quý vị vẫn chú tâm đến để nghe giảng và làm phát khởi tính thành tựu với hết lòng thành, thì tôi sẽ chứng nhận văn thành tựu cho quý vị. 3. Thời thành tựu. Nếu quý vị đã có được tính thành tựu và văn thành tựu mà không có thời gian, nên không có cách nào để nghe kinh, thì cần phải có một thời gian hợp lý để nghe kinh. Thông thường, quý vị phải đi học hoặc đi làm, nên không có thời gian để nghe giảng kinh. Nhưng bây giờ, quý vị phải dành ra một thời gian để thâu nhập và tham cứu kinh điển. 4. Chủ thành tựu. Cần phải có một vị chủ trì thuyết giảng Phật Pháp. Chẳng hạn, như khi muốn nghe giảng kinh, quý vị phải thỉnh một Pháp Sư giảng kinh cho quý vị nghe. Tuy vậy, nếu muốn mời một trong những vị Pháp Sư nước Mỹ, một cư sĩ dùng danh xưng này dù không xuất gia theo đúng chính Pháp đến để giảng, thì quý vị nên tự mình giảng cho mình nghe còn hay hơn. Quý vị đã biết được họ giảng những gì rồi. Vậy nên quý vị phải tìm cho được một vị chủ trì có khả năng giảng Pháp chân chính. Chính vì lý do này mà quý vị kéo tôi ra khỏi hầm mộ. Người đời gọi tôi là Mộ Trung Tăng, thầy tu ở trong mộ. Quý vị đã mời tôi ra giảng kinh thuyết Pháp cho quý vị nghe. Ai là chủ hội kinh này? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm. Ngài là chủ thành tựu. 5. Xứ thành tựu. Quý vị hỏi, một khi đã có chủ thuyết Pháp rồi, thì mọi việc đều đã sẵn sàng làm cho Pháp được biểu hiện, đúng như thế chăng? Không, quý vị vẫn cần một nơi để giảng kinh. Ở công viên được không? Đó rất rộng, chúng ta có thể đến đó để nghe Pháp. Nơi ấy có thể được, nhưng chỉ một hay hai ngày. Đến ngày thứ ba, nhà chức trách sẽ ngăn cấm. Đây là nơi công cộng, quý vị không thể tụ họp ở nơi đây để làm việc đó. Vậy nên quý vị phải tìm một nơi nào đó hợp lý để nghe giảng kinh mới có được xứ thành tựu. 6. Chúng thành tựu. Cuối cùng, phải có người đến nghe giảng Pháp. Nếu không có người đến nghe giảng kinh, quý vị có thể hướng về phía trước mà nói cho bàn ghế nghe. Nó có nghe được không? Không. Có một thính chúng là điều rất cần thiết. Giới hội kinh Thủ Lăng Nghiêm, nơi giảng là tịnh xá Kỳ Quang, trong giường Ông Cấp Cô Độc, trong thành Xá Vệ, nơi Đức Phật cùng các đệ tử tu tập. Trong hội kinh này, thính chúng là những đại tỷ khưu và đại Bồ Tát. Khi A Nan nói "như thật tôi nghe", tôi có nghĩa là muốn đề cập đến giả ngã của hàng Bồ Tát. Có bốn nghĩa khác nhau về ngã. Hàng phàm phu vọng kế chấp trước thân mình, cho đó là ngã. Hàng ngoại đạo do vọng tưởng hư huyễn, cho rằng có một thần ngã, gọi là ngã, nên họ cho ngã chính là Thượng Đế. Hàng Bồ Tát tùy thuận thế gian mà thị hiện, nên gọi là giả ngã. Đối với Đức Phật, đó là chân ngã Pháp thân. Hàng phàm phu chấp thân của mình là thật ngã. Thực ra thân này chỉ là nơi trú ngụ tạm thời, giống như ở khách sạn. Quý vị có thể ở trong khách sạn một thời gian, nhưng rồi cũng phải ra đi, không thể ở đó mãi mãi được.
hàng phàm phu không thể hiểu được đạo lý này. Họ cho rằng thân xác này là tôi, nên họ cố gắng tẩm bổ và trang sức cho thân thể thật nhiều, tìm kiếm sự hưởng thụ cho bản thân. Họ ham muốn có nhà sang giường đẹp. Họ bận rộn trong việc trang sức áo quần sang trọng, ăn uống chất bổ dưỡng và sống thật xa hoa, cốt chỉ để bồi bổ thêm cho túi da hôi thối của họ. Thân thể con người chỉ là cái túi da hôi thối. Quý vị đừng có tin vào nó. Hãy thử nhìn xem. Ghen tiết ra từ mắt, chất ráy tai đều là thứ bất tịnh. Mũi đầy chất nước nhờn và miệng đầy nước miếng và đờm dãi bất tịnh. Nếu quý vị không đánh răng trong 3 ngày, hơi thở sẽ có mùi hôi thối nồng nặc. Nếu trong 3 đến 4 ngày không tắm rửa, thân thể quý vị bắt đầu hôi thối. Và nếu thân thể tiết ra mồ hôi thì thân ấy sẽ dơ bẩn chỉ trong 1 đến 2 ngày. Phân và nước tiểu rất là dơ bẩn. Những thứ bất tịnh thường xuyên tiết ra từ cửu khiếu, tức là 9 bộ phận trên thân thể, là mắt, tai, mũi, miệng, hậu môn và bộ phận sinh dục. Những thứ ấy đều là bất tịnh. Có gì để yêu quý cái thân ấy? Quý vị có thể khoác vào cho nó những thứ đẹp đẽ, ướp đầy nước hoa, làm nô lệ săn sóc cho nó suốt ngày với những thứ son phấn, như một cô phụ nữ có thói quen thường trang sức cho mình. Tất cả là để làm đẹp cho cái vỏ sò hư huyễn gọi là thân thể này. Bất luận thức ăn dù ngon bộ đến mấy, nó cũng biến thành phân. Trang điểm cho thân thể cũng như trang hoàng cho cái phòng vệ sinh bằng những vật liệu quý báu. Bất luận nhà vệ sinh có sang trọng chừng nào, nó cũng chỉ là nơi chứa đựng những chất dơ bẩn. Quý vị còn nghĩ rằng bên trong cơ thể con người là sạch sẽ nữa không? Hãy cho tôi biết cái gì tốt đẹp của thân xác. Khi gần đến lúc chết, nó chẳng còn lưu luyến tình cảm gì với quý vị cả. Nó chẳng nói: vừa qua bạn đã quá tốt với tôi, nay tôi sẽ sống thêm vài ngày nữa để giúp đỡ bạn. Nó chẳng thể nào làm được như thế. Vậy rốt cuộc cái thân có tốt đẹp gì đâu? Vậy mà kẻ phàm phu phải chấp trước vào cái thân ấy, và còn cho rằng thân ấy chính là ngã, là ta. Đây là thân thể của tôi. Họ nói: anh đánh tôi không cho phép anh làm như vậy. Sao anh dám nhục mạ tôi? Rốt ráo thì ai là anh? Anh ta còn chưa biết được mình là ai, còn nói rằng người khác nhục mạ hoặc đánh đập mình. Anh ta không nhận ra được mặt mũi chân thật của mình, mà chỉ biết cái thân thật chính là tôi. Tinh thần và chân ngã mới là cái ngã chân thật, nhưng anh ta không nhận ra được điều đó. Ngay cả anh ta còn chưa biết cách để nhận ra chúng. Anh ta chỉ ra vẻ mình đang làm những việc chính đáng bằng cách làm nô lệ cho thân xác mình. Nếu sự quan tâm trước tiên của quý vị là nên dành hơn một nửa cho mình, thì quý vị sẽ không có được suy nghĩ chính xác về cuộc đời. Bất kỳ người nào sống như vậy đều sẽ không thể nào làm được gì hợp lý. Anh ta bận tâm vì bản thân mình đến mức loại bỏ hết những người khác. Thế nên tôi chẳng bao giờ bận tâm về mình. Tôi chỉ bận tâm vì lợi ích cho mọi người. Nếu ai cần tôi giúp đỡ, tôi sẽ sẵn sàng giúp họ bất luận trong tình huống nào. Ngoại đạo chủ trương thần ngã. Họ nói: ngã là cái gì? Ngã là thượng đế. Có rất nhiều dạng khác nhau của loại thần ngã này, nhưng ở đây không bàn luận nhiều. Giả ngã của hàng Bồ Tát là gì? Khi A Nan nói: như thật tôi nghe. A Nan là người đã giác ngộ,
Lúc đó, A Nan giúp cho chúng ta nhớ lại lời Phật dạy. A Nan đã chứng quả A La Hán rồi. Thế nên, A Nan không còn chút tự ngã nào nữa. Khi nói như thật tôi nghe, A Nan chỉ tùy thuận thế gian, đưa ra một giả ngã để cảnh tỉnh cho hàng phàm phu được biết tường tận họ đang bị dính mắc vào tự ngã. Bồ Tát thì không có một tự ngã riêng biệt. Các vị biết rõ hàng phàm phu dướng mắc vào ý niệm sai lầm, xem thân xác là ngã. Các vị tu tập để nhận ra chân ngã từ tự tánh. Đó là từ cái ngã hư dối mà đạt đến chân ngã. Chỉ cần nhận biết ngã là hư vọng thì quý vị liền nhận ra cái ngã chân thật. Tại sao bây giờ chúng ta tham cứu Phật Pháp? Là vì chúng ta đang tìm cầu đạo lý chân thật này. Tại sao chúng ta tìm cầu đạo lý chân thật? Vì chúng ta nhận ra tất cả mọi hiện tượng trên thế gian đều là hư giả, và chúng ta muốn tìm cái chân thật trong cái hư giả. Chân ngã từ trong tự tánh mà hàng Bồ Tát nhắm tới là gì? Đó là thành Phật. Thành Phật là chân ngã. Trước khi quý vị thành Phật, cái tôi của quý vị là hư vọng. Bồ Tát biết cái tôi là hư dối, nhưng kẻ phàm phu lại cho rằng cái ông nói rằng cái tôi là hư dối. Nhưng như tôi thấy, thân thể tôi rất tuyệt hảo. Nó rất mạnh khỏe, rất cao, rất cân đối và đẹp trai. Các ông nói nó hư dối, nhưng tôi thấy nó rất thực. Anh ta không thể nhìn xuyên suốt, nên không thể buông bỏ được chấp trước. Không xả bỏ được, nên anh ta không thể tự tại được. Cầu như thật tôi nghe biểu thị sự chứng ngộ của hàng thanh văn. Quý vị có thể nói, bây giờ về cơ bản là tai nghe. Tại sao không nói tai nghe như vậy, lại nói như thật tôi nghe? Dĩ nhiên là tai chẳng thể nào nghe được. Tai chỉ là một bộ phận của bộ máy nghe. Cái thật sự nghe được là tánh nghe. Nó luôn luôn hiện hữu. Đó là tâm của cái nghe. Cái nghe được là pháp như thị. Quý vị sẽ hỏi, pháp nào là như? Đó là kinh Thủ Lăng Nghiêm, bản kinh mà Pháp sư Bát Thích Mật Đế chép lại trên tấm lụa mỏng, rồi xẻ thịt trên cánh tay và giấu vào trong đó. Ngài mang kinh đến Trung Hoa, được dịch sang tiếng Hán, và bây giờ kinh đã được truyền sang Mỹ Quốc và sẽ được dịch sang tiếng Anh. Đó là những gì chính A Nan đã nghe Đức Phật giảng. Đó là tất cả những gì Đạo Phật đã truyền sang Trung Hoa. Đó chẳng phải là chuyện A Nan dựng nên với tư cách cá nhân. Đó là pháp mà Đức Phật đã giảng nói. Tất cả kinh do Đức Phật thuyết đều bắt đầu bằng bốn chữ như thật tôi nghe. Việc này có bốn nguyên nhân. Một, dứt trừ nghi ngờ của chúng sinh. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, đến khi kiết tập kinh tạng, A Nan bước lên pháp tòa để tuyên lại giáo pháp. Tức thì A Nan hiện tướng thể nhập vào chánh định, ngồi lâu giây lát không nói. Khi đã vào sâu trong định, thân tướng của A Nan đồng như thân Phật. A Nan cũng có được 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp như Đức Phật. A Nan phóng quang và lòng đất chấn động. Đại chúng tức thì khởi ba mối nghi. Có người nghĩ rằng Đức Phật thị hiện lại thế gian vì họ thấy A Nan có thân tướng hoàn hảo như Đức Phật. Các vị đệ tử có lẽ đã nhớ Đức Phật quá nhiều đến nỗi óc não quá căng thẳng nên rơi vào suy luận như vậy. Có người tưởng rằng
Bây giờ A Nan có được thân tướng hoàn hảo như thế do A Nan đã thành Phật. Một số người tưởng rằng Đức Phật đã trở về cõi giới tịch diệt và A Nan thì chưa được thành Phật. Họ nghĩ rằng có lẽ đó là Đức Phật từ phương Bắc, phương Nam, phương Đông, phương Tây, hoặc từ một nơi nào đó trong mười phương thị hiện đến đây. Nhưng ngay khi A Nan nói lên "Như thị ngã văn, như thật tôi nghe", thì ba mối nghi của đại chúng liền được giải trừ. Lý do thứ hai, khi kinh được bắt đầu bởi câu "Như thị ngã văn" là hai, tôn trọng lời phó chúc của Đức Phật. Khi Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, Ngài thông báo ý định đó cho các đệ tử và họ bắt đầu khóc. A Nan là em họ của Đức Phật, khóc nhiều nhất. A Nan khóc lóc thảm thiết đến nỗi nước mắt rửa mặt được. Cuối cùng, trưởng lão A Nậu Lâu Đà đến bảo: "Thầy đừng khóc nữa, không thể khóc mãi khi Đức Phật sắp nhập Niết Bàn. Thầy nên chưa thỉnh Thế Tôn những việc phải làm sau khi Thế Tôn nhập Niết Bàn." A Nan thưa: "Thưa trưởng lão, con nên hỏi điều gì?" Trưởng lão A Nậu Lâu Đà đáp: "Thứ nhất, trong tương lai kinh điển sẽ được kiết tập. Thầy nên hỏi phải ghi lời mở đầu mỗi bộ kinh như thế nào?" Thứ hai, trưởng lão A Nậu Lâu Đà tiếp tục nói: "Khi Đức Phật còn tại thế, chúng ta nương nơi Thế Tôn mà an trụ. Khi Đức Phật nhập diệt rồi, tăng đoàn nương vào đâu mà an trụ? Hãy hỏi Đức Phật điều ấy." Thứ ba, nay chúng ta hoàn toàn nương tựa vào Thế Tôn là bậc đạo sư. Sau khi Thế Tôn nhập diệt, giáo đoàn sẽ nhận ai làm thầy? Thứ tư, khi Đức Phật còn tại thế, người thường quở trách và hàng phục các vị tỷ khưu tánh ác. Sau khi Thế Tôn nhập diệt, giáo đoàn nên xử sự thế nào với các vị tỷ khưu này? Việc chính của thầy là đến thỉnh Thế Tôn chỉ dạy bốn sự việc như vậy." A Nan vâng lời, đến bên Đức Phật và thưa: "Khi Thế Tôn còn tại thế, chúng con nhận Thế Tôn làm đạo sư. Sau khi Thế Tôn nhập Niết Bàn, giáo đoàn nên nhận ai làm thầy?" Đức Phật trả lời: "Nhận Giới Luật làm thầy. Tỷ khưu và tỷ khưu ni phải nhận Giới Luật làm bậc đạo sư của mình. Khi Thế Tôn còn tại thế, chúng con nương nơi Đức Phật mà an trụ. Sau khi Thế Tôn vào Niết Bàn, chúng con nương nơi đâu mà an trụ?" Đức Phật trả lời: "Khi Như Lai nhập diệt, các tỷ khưu nên nương vào tứ niệm xứ mà an trụ. Tứ niệm xứ là quán thân bất tịnh, để khỏi yêu mến thân xác mình. Quán thọ thì khổ, để khỏi tham luyến sự hưởng thọ dục lạc. Quán tâm vô thường, để khỏi chấp trước vào những dòng tưởng sinh khởi từ tâm thức. Quán pháp vô ngã, tất cả các pháp là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tức ngũ uẩn của các pháp, tự nó đều không chân thật tồn tại." Thứ ba, A Nan hỏi Đức Phật: "Trong tương lai khi kiết tập kinh điển, chúng con nên bắt đầu ra sao?" Đức Phật trả lời: "Dùng những lời này, như thị ngã văn, như thật tôi nghe." Những lời này là lục chủng thành tựu, biểu tượng cho sự hoàn hảo của ý nghĩa trong kinh tạng và chứng minh rõ ràng kinh tạng là do Đức Phật giảng nói. A Nan thưa: "Con còn một câu hỏi nữa. Khi Thế Tôn còn tại thế,
người thường đều phục các vị tỷ khưu tánh ác. Đức Thế Tôn nhập diệt rồi, chúng con nên xử sự với các vị đó ra sao? Đức Phật đáp: với các vị ấy, hãy lờ họ đi, họ sẽ tự tránh xa. Đừng để ý tới họ, đừng nói chuyện với họ, đừng ngồi với họ. Nói chung, hãy đối xử với họ như một người bình thường. Nếu không ai để ý đến họ nữa, thì họ không thể làm được gì cả, dù họ có xấu ác đến mức độ nào đi nữa. Tỷ khưu tánh ác là những người đã xuất gia mà còn nói và làm những điều không hợp đạo lý. Khi Đức Phật còn tại thế, có sáu vị tỷ khưu tính rất xấu. Quý vị nên nghĩ rằng, người xuất gia nào cũng tốt, cũng có những người không sống đúng luật nghi trong tăng đoàn. Đức Phật dạy chúng ta: lơ họ đi và họ sẽ tránh xa. Hãy im lặng và không để ý đến họ. Bằng cách ấy, quý vị sẽ hàng phục được họ. Lý do thứ ba, khi kinh này được bắt đầu bởi "như thị ngã văn, như thật tôi nghe" là: ba, hóa giải những tranh luận trong đại chúng. Đức Phật có nhiều đệ tử đều là những bậc lão tham, là những bậc thượng tọa trong đại chúng. Có nhiều vị đạo hạnh cao hơn A Nan rất nhiều. A Nan chỉ vừa mới chứng được quả vị thứ tư của hàng A La Hán. Trong khi trong đại chúng có nhiều người đã chứng quả vị này lâu rồi. Nếu A Nan trùng tuyên lại kinh Tạng, có nhiều vị sẽ không tôn trọng bằng cách đưa ra: như thị ngã văn, như thật tôi nghe. Đức Phật đã làm cho kinh có một ý nghĩa rõ ràng. Những gì đại chúng sắp nghe không phải là kinh do chính A Nan giảng, mà là kinh do A Nan nghe Đức Phật giảng. Do đó, không còn ai tranh luận. Mọi người đều biết rằng A Nan là người có trí nhớ rất tốt và mạch lạc, không bao giờ nhầm lẫn. Tất cả các kinh mà Đức Phật đã giảng trong suốt 49 năm. Nhờ vậy các cuộc tranh luận trong đại chúng sẽ chấm dứt. 4. Để phân biệt kinh Phật với các sách của ngoại đạo. Sách học của ngoại đạo thường bắt đầu bằng chữ O, nghĩa là hữu, có, hoặc là chữ E, vô, không. Họ cho rằng tất cả hiện tượng đều là có hoặc là không. Nhưng kinh Phật nói đến pháp chân không diện hữu và giáo lý trung đạo. Kinh Phật không nói đến các giáo lý cực đoan có và không. Nên kinh được bắt đầu bởi "như thị ngã văn" để phân biệt với sách của ngoại đạo. Ha ha ha, 问什么的所恨